Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chuyên và Kim Thư chơi à, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877789. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan Độc quyền kết hợp với AHCC Góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 Hay vào website cá nướng da giòn.com Thảo Yên Hoàng Trọng thủy trở lại với tất cả quý khán giả Tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trong thời sự thế giới Ngày hôm nay sau cà phê sáng Cảm ơn sự theo dõi của quý vị Đầu tiên là thời tiết Sáng nay trở lại trời lại âm u Thảo Yên vâng thưa quý vị và thưa anh hôm nay sáng sớm thật sự trời rất là tối âm u nhưng mà cũng nhờ vậy mà đến trưa hôm nay đó cao nhất ở westminster garden road chắc khoảng 80-81 thôi à rất là dễ chịu gió thì 7 tám dặm một giờ nhưng mà dự báo thời tiết cho biết là bắt đầu cuối tuần đó có một cái lớp um, um, marine layer từ biển nó thổi vào cho nên là sẽ có cơ hội mưa nhỏ nhỏ khoảng từ 15 cho đến 20 phần thôi bắt đầu là từ thứ bảy chủ nhật quý vị thấy là nhiệt độ những ngày hai ngày cuối tuần đó nó giảm mạnh uh, gió nhiều hơn cho nên là cuối tuần này thấy mát mẻ dễ chịu lắm thưa quý vị và uh, cặp thứ bảy nhiệt... còn có 73 à, vâng wow. phải cộng thêm khoảng hai ba độ phải 75 76 nhưng mà có điều đó quý vị để ý đó là mặc dù vậy không biết buổi tối khuya như thế nào chẳng hạn như mấy ngày hôm nay buổi tối khuya đó vẫn là 72, vâng. 73 độ bên ngoài, vâng. cho nên trời nó rất nó hầm cái cái độ ẩm nó cao, vâng. khó chịu. và đây là hình ảnh của cơn bão Adalia tôi quý vị, thì uh, bây giờ đó uh, sáng ngày hôm nay thì cái cơn bão này đã tiến vào North Carolina sau khi mà nguyên ngày hôm qua là đã tàn phá Florida, uh, Florida Georgia rồi South Carolina uh, Trước sáng hôm nay đó các giới chức của cả ba tiểu bang họ thống kê là có khoảng gần 500.000 gia đình bị cúp điện nhưng mà đến khoảng gần 8 giờ sáng ngày hôm nay đó thì ở Florida chỉ còn khoảng 145.000 gia đình, rồi Georgia 107.000, rồi North Carolina, South Carolina cộng lại là khoảng 50.000 thì nó giảm đi được khoảng một nửa rồi bởi vì các giới chức họ đang nỗ lực để mà khôi phục điện trở lại. À, tuy nhiên cái chuyện mà à, ngập lục như quý vị thấy đó vẫn còn rất là nặng à, hai cái tiểu bang như là north carolina với florida là bị ngập lụt nặng nhất có một số nơi đó à, các giới chức họ kể là nhiều người họ phải bơi ra từ cái cửa sổ ở trong nhà luôn nghĩa là nước nó dâng cao đến như thế nào à, và đặc biệt là có một số nơi đó là à, không tìm được cái hình đó quý vị nhưng mà có một nguyên một cái cây xăng đó cái mái nó yeah. sập xuống luôn à, nhưng mà may là mặc dù là cái hurricane nó nó lớn như thế nhưng mà tính đến sáng ngày hôm nay các giới chức họ thống kê mới chỉ có một người bị thiệt mạng ở Georgia mà thôi là do gió thốc rồi họ lái xe họ bị đụng xe yeah. còn à, chưa thấy là có thiệt mạng ở những nơi khác thì cũng rất là may cho cho cái cơn bão này tin breaking news thì nói là có hai người, dạ vâng. hai người chết trong cái vụ tai nạn này, à, nhưng mà thiệt hại thì không có bao nhiêu cả. À, tin cũng tin liên quan đến thời tiết ngày hôm nay tin rất vui cơ quan thời tiết của California thông báo chính thức hầu như toàn thể California <laughs> thoát khỏi tình trạng hạn hán. Cái tin này nghe cũng cả mấy chục năm nay chưa thấy, lúc nào cũng thấy hạn hán, hạn hát hết một vài năm có mưa xong rồi lại hạn hán trở lại. Bây giờ thì tin chính thức nói rằng là do tình trạng mưa quá nhiều. Mà thậm chí họ nói đó, thì cái hiện tượng El Niño sẽ còn kéo dài sang tới sang năm luôn. Và từ bây giờ cho đến cuối năm nay họ nói rằng mưa sẽ còn rơi xuống nữa và đến đầu năm quý vị nhớ là vào khoảng tháng 2 tháng 3 mưa đó và họ nói sẽ còn những cái trận mưa lớn nữa. Tuy nhiên bây giờ vẫn còn một số các quận rơi vào cái tình trạng gọi là hạn hán không đến nỗi quá tệ nhưng mà vẫn xem là chưa đủ hoàn toàn thoát ra khỏi tình trạng hạn hán bao gồm Riverside County và San Bernardino County. Hai quận này nằm gần với cái khu vực sa mạc đó. Thậm chí trong những cái cơn mưa vừa qua đó, hai quận này lại nhận được ít mưa hơn ở các quận khác. Gần 100% cả tiểu bang California đang thoát khỏi tình trạng hạn hán. Riêng với quận Cam cũng thế. Cái đợt mưa vừa rồi đó, họ nói rằng quận Cam lần này đã học hỏi được những kinh nghiệm. Cho nên đã lấy được khá nhiều lượng nước mưa giúp cho quận Cam tránh khỏi cái tình trạng thiếu nước. Và theo... Uh, một cái breaking news mới nhất là ông phía ông Trump đã tuyên bố không nhận tội trong những cái tội danh truy tố ở tiểu bang Georgia và wave arraignment có nghĩa là không cần phải thu xếp phải ra hồ tòa trở lại cái việc mà ông đã xuất hiện ở, ở, ở tù là coi như là một hình thức và bây giờ đó, cái chuyện truyền bố đó là hỏi bên phía ông Trump có nhận tội hay không Thì lẽ đương nhiên luật sư nói rằng không nhận tội Bây giờ họ sẽ đi vào tiến trình chọn lựa bồi thẩm đoàn cho cái vụ án hình sự ở Georgia Thị trường tài chính ngày hôm nay Dow Jones lên được 58 điểm Điểm lên ngày hôm nay vẫn chưa đưa Dow Jones khỏi 35.000 35.000 đã có từ 2 tuần trước, bây giờ thì lại rơi xuống mặc dù thế đó vẫn có hy vọng vượt được mức 35.000, 34.949. Nasdaq thì đã lên được 14.000 rồi, tin rất vui trong mấy ngày qua. À, giới đầu tư vừa đón nhận được những cái thông tin liên quan đến công an việc làm của nước Mỹ. Thứ hai là lợi tức của các công ty và dường như có thể là quỹ dự trữ liên bang sẽ không gia tăng thêm các đợt tăng lãi suất mới. Nasdaq lên 62, S&P 500 lên 10. Những cái tin tức về lãi suất vẫn tiếp tục được thảo luận trong số giới đầu tư và vì thế họ sẽ định ra cái việc mà lạm phát công ăn việc làm lợi nhuận của các công ty để tính xem có nên mua bán cổ phiếu vào lúc này hay không. Công trái phiếu 10 năm tiếp tục giảm, đây cũng là tin vui cho những người mua nhà tái tài trợ, thậm chí mua xe. 4,09 có như là hôm nay là còn có 4% thôi và vì thế mua căn nhà cũng áp lực có thể giảm vào khoảng 7% trở lại thưa quý vị, không còn vượt quá 7% như trước nữa. 30 năm là thấp 4,19. Dầu lên một đồng 38, vàng xuống 4 đồng 1969 đồng 1 troy ounce và thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thì ông tổng thống zelensky đưa ra một cái tuyên bố cho biết là chính quyền của ông phát hiện là có một cái sự tham nhũng có hệ thống trong cái việc mà kiểm tra sức khỏe để mà miễn quân dịch trong phía quân đội của ông thì ông nói rằng có à, bây giờ ông sẽ mở một cái cuộc điều tra diện rộng để điều tra thứ nhất là từ những người bác sĩ rồi sau đó là đến những người sĩ quan cấp cao đó phải có giấy của bác sĩ được miễn quân dịch rồi sau đó mới trình lên những cái người mà lãnh đạo ở một số các địa phương mà giống như là chiêu mộ quân sĩ đó thưa quý vị thì bây giờ ông nói là ông có một số những cái bằng chứng rồi nhưng mà sẽ mở một cuộc điều tra rộng lớn hơn nữa cái lý do vì sao thưa quý vị thì Quý vị cũng nhớ là kể từ khi cuộc chiến nổ ra với lại phía Nga đó thì thứ nhất, chính quyền của Ukraine đã ngay lập tức đưa ra một cái lệnh là cấm tất cả đàn ông sức khỏe bình thường, tuổi từ 18 đến 60 không được rời khỏi đất nước mà phải trong cái tình trạng là sẵn sàng để mà gia nhập quân ngũ nếu như quân đội thiếu người thì đương nhiên mỗi khi một cái địa phương nào mà họ cần đó thì họ sẽ kêu gọi và những người này sẽ trải qua cái quá trình là kiểm tra sức khỏe. Thế nhưng kể từ sau ngày 24 tháng 2 khi mà cuộc chiến nổ ra vào năm ngoái đó thì những cái hồ sơ mà được miễn quân dịch vì chỉ có hai lý do duy nhất thôi. Thứ nhất là tàn tật và thứ hai là phải được bác sĩ chứng thực là không đủ sức khỏe hoặc là tâm thần để mà phục vụ trong quân đội thì mới được miễn. Thì cái chi tiết nó như thế nào chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. thưa quý vị lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức sáng ngày hôm nay ông zelensky tuyên bố là sẽ mở một cuộc điều tra liên quan đến chuyện là có một cái hệ thống ăn hối lộ từ các quan chức đến các bác sĩ trong quân đội để mà đưa ra những cái giấy à À, giống như hồ sơ được miễn quân dịch đó, thì như chúng tôi thưa thưa quý vị là phía chính quyền Ukraine từ khi mà nổ ra cuộc chiến là ngay lập tức họ ra lệnh cấm không cho à, những người đàn ông khỏe mạnh từ tuổi từ 18 đến 60 rời khỏi Ukraine và à, cái địa phương nào cần đó là sẽ họ sẽ à, tổng động viên đi khám sức khỏe để mà vào quân đội. Thế nhưng à, ông cho biết đó là kể từ sau ngày 24 tháng 2 cuộc à, cuộc chiến nổ ra thì cái số hồ sơ mà được miễn quân dịch đó nó tăng gấp 10 lần so với cùng cái thời điểm mà trước khi mà cuộc chiến nổ ra thì ở tại Ukraine cái thời kỳ này đó là chỉ đúng có hai lý do là không được là là làm là mới được miễn mà thôi. Một là tàn tật, hai là bác sĩ phải chứng nhận là cái thể chất hoặc là tinh thần không phù hợp để mà vào quân đội còn tất cả những cái lý do khác là không được. Thì bây giờ ông cho biết là thứ nhất cái số hồ sơ được miễn nó quá cao gây ra một cái sự nghi ngờ và thứ hai nữa là vào tháng 6 vừa rồi đó, truyền thông của Ukraine họ đã vạch trần ra là chỉ cái này họ chỉ điều tra một người thôi mà họ thấy một cái sự bất thường về cái độ giàu có của một quan chức tuyển mộ quân lính ở khu vực odessa là cái chức cũng rất là nhỏ thôi đó à cái ông này tên là yavin borisov À, quan chức, à, cái báo chí ở Ukraine họ phát hiện là kể từ sau cái cuộc tổng động viên xảy ra thì tự dưng người thân của ông này đương nhiên ông không thể nào mà ông để tài sản ở Ukraine được thì người nhà vợ con rồi con cháu vân vân sở hữu những cái dinh thự bạc triệu đô rồi những cái chiếc xe trị giá hàng triệu đô ở tại Tây Ban Nha thì sau đó báo chí họ à, tố cáo là ông này đó ông nhận tiền hối lộ cho những người giàu khỏe mạnh ở tại khu vực à, để có hồ sơ là ghi vào đó tinh thần có vấn đề gì đó để khỏi à, để, để miễn dịch thì bây giờ báo chí họ nghi ngờ là một hồ sơ như vậy đó có thể nếu mà nhẹ tại vì nếu mà tuổi cao thì dễ dàng chứng hơn còn thí dụ mà thanh niên trai tráng đó thì khó thì sẽ nên giống như là phải hối lộ một số tiền lớn hơn thì báo chí họ nói một hồ sơ như vậy à, rẻ nhất là cũng ba đô còn không đó là 15.000 đô để mà được miễn quân dịch thì bây giờ ông Zelensky Ông cho biết với lại đầu tháng này đó trước khi mà cái cái, cái 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 mở ra cái 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 lời tố cáo này thì ông cũng đã sa thải một loạt tất cả những quan chức mà đứng đầu những cái trung tâm tuyển mộ ở tại các quận bởi vì giống như uh, báo chí họ tố cáo là cái số hồ sơ được miễn quân dịch quá cao ở tất cả các địa phương này và ông nói là sáng ngày hôm nay ông đã chính thức thành lập một cái lực lượng đặc biệt kiểm tra lại hết toàn bộ những cái hồ sơ nào được miễn quân dịch kể từ sau ngày 24 tháng 2 năm ngoái thưa quý vị. Vẫn tin liên quan đến tình hình chính sự của Ukraine, Prigozhin còn sống hay đã chết? Ngày hôm qua trong phần tin tức nổi bật chúng tôi gửi đến quý vị một cái bản tin từ một tiến sĩ và là phân tích gia chính trị của Nga tuyên bố ông không tin là Prigozhin đã bị giết và ông nghĩ rằng Prigozhin không nghĩa là dại đến độ mà tự mình cùng với các nhóm chỉ huy lên một chiếc máy bay để bay tới St. Petersburg. Và đây là một đoạn video mới nhất vừa được Independent TV cung cấp mà trong đó đó Mặc dù chưa được độc lập xác nhận, nhưng mà tuyên bố của Prigozhin hoàn toàn... Đây là một đoạn video mới. Prigozhin xuất hiện trong đoạn video này và ông nói rằng gửi tin nhắn tới những người ái mộ chúng tôi. Đây là tin tức mới nhất. Hoàn toàn gạt bỏ những cái tin tức cho rằng ông đã bị giết chết, tức là loại bỏ đó. Đây ông nói nè, đối với những ai đang thảo luận về cái chết hay là tôi còn sống, thì đây là cái tuần second half tuần lễ của cuối của tháng 8. Đối với những người ái mộ tôi thảo luận về việc tôi có bị elimination tức là bị loại bỏ intimate life tiền bạc của tôi thì ông nói mọi thứ đều vẫn tốt. Trong đoạn video này và đây là video mới nhất chúng tôi được ghi nhận thì vì tất cả những cái đoạn video của Picozin đưa ra đó là thế giới họ loan tải kể cả ukraine đoạn video mà cách đây mấy tuần trước khi mà có tin nói rằng chiếc máy bay đã bị bắn rớt hoặc là bị tai nạn rớt xuống đó thì người ta thấy Picozin xuất hiện ở châu phi ông cầm cây súng trường và tuyên bố tôi đang ở châu phi khen ngợi và nói rằng à, hy vọng nước nga sẽ mang lại ổn định vân vân cho khu vực Châu Phi. Thì đó là cái video cuối cùng. Video kế tiếp là chiếc máy bay rời. Sau đó nhanh chóng chúng ta nghe hay tin đó, là trong lúc các phóng viên quốc tế rồi tin tức từ quốc tế lý do tại sao có cái sự can dự của quốc tế là cần thiết bởi vì chiếc máy bay bị bắn hạ hoặc là bị tai nạn đó là máy bay của Brazil và trong đó có những cơ phận, có những đồ phụ tùng là của Mỹ, made in USA. Cho nên phía Mỹ cũng yêu cầu cho có thể cho chúng tôi gửi tới để lý do bất cứ một tai nạn máy bay nào thì cơ quan kiểm tra không lưu và hàng không an toàn có một cái tổ chức thế giới ngoài các tổ chức của các quốc gia. Tổ chức thế giới này sẽ yêu cầu để thực hiện các cuộc điều tra Thí dụ như máy bay rơi ở Ukraine trước đây hoặc là máy bay rơi ở Mã Lai Nam Dương Nếu mà máy bay đó là của Airbus Boeing thì họ có những cái chuyên viên của Boeing bao gồm Là Cơ quan kiểm tra hàng không của nước sở tại đó Phối hợp với quốc tế Để họ định ra chứ họ không có muốn uh, um, Có một cái sự riêng tư hoặc là che giấu thông tin thì cái tai nạn này không có ai có thể vào nga để độc lập xét về cái chuyện thứ nhất là chiếc máy bay này rơi như, như thế nào thứ hai xác của những người ở trong máy bay như thế nào mà tất cả đều chỉ là tin tức của nga thôi thì cái điều chúng tôi ngay từ đầu chúng tôi hơi ngạc nhiên đó thường thường đó, là cái tai nạn như vậy đã phải mất đến 48 tiếng đồng hồ sau thì may ra mới có những cái tin tức xác nhận. Đằng này chỉ có vài tiếng sau là tin tức của cơ quan hàng không dân sự của Nga bởi vì đây là chiếc máy bay dân sự. Nga ngay lập tức nói rằng tai nạn này có mặt của Pigozin trên chiếc máy bay. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức này ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com Figuzin còn sống hay đã chết, đây là một bản tin mà đến giờ phút này không ai có thể khẳng định được 100% ngoại trừ Nga. <laughs> phía Nga đó là mới đây hôm đầu tuần họ nói rằng qua kiểm định di truyền thể DNA từ một cái ngón tay cái của Figuzin. Họ lấy không biết vì lý do nào họ lấy được DNA từ một cái ngón tay cái thì trong bản tin họ nói như thế thôi, mình chỉ nghe phía Nga thì Nga có thể đưa ra bất cứ tin tức gì, ai muốn tin thì tin, nhưng mà phía Nga khẳng định là Picozin đã chết và qua di truyền thể. Nhưng mà ngày hôm nay, đoạn video được xuất hiện và thưa quý vị, đây là à, bức hình cũng trong đoạn video mới nhất. Những người mà họ xem video này đó thì họ nói xem ra thì cái đoạn video này có thể đã quay được vào ngày 21 tháng 8. Bởi vì cái chiếc nón và cái quần áo quân đội này giống như cái chiếc nón và quần áo quân đội mà Pigozin xuất hiện vào ngày 21 tháng 8. Cho nên có người nghi ngờ đó đây chỉ là một cái chiến dịch giả mù sa mưa của lực lượng Wagner đưa ra để nhằm tạo hoang mang và củng cố tinh thần những binh sĩ Wagner tưởng rằng người chỉ huy của mình đã chết. Thì đến ngày 23 là Pigozin rơi máy bay. Thì thưa quý vị. Cái việc mà chiếc máy bay của Pigozin được rơi đó. Thì theo các chuyên gia phân tích tình hình họ nói. Pigozin đâu đến độ mà ngu đến như thế. Pigozin phải biết đó là sinh mạng của Y đó là như chỉ bằng treo chuông có nghĩa là phía quân đội Nga trong đó có tên Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga lúc nào cũng hâm he để tiêu diệt. Và thậm chí ai cũng biết là chính Putin, và cái điều này là Pigozin hiểu rõ hơn ai. Bởi vì lúc mà Putin trả lời phỏng vấn đó, là Pigozin đứng đằng sau. Putin nói rằng đó, ta không bao giờ quên và không tha thứ cho những kẻ phản quốc bất cứ làm điều gì tham nhũng hay cái chuyện gì giết người hắn cũng tha thứ nữa nhưng mà phản quốc tức là phản hắn là phản loạn là hắn không tha thứ pigozin đứng đằng sau nghe những cái chuyện đó thì không thể nào mà pigozin nghĩ rằng cái số mạng của mình tìm cách tấn công moscow rồi nghĩa là chỉ trích mặc dù pigozin rất nói rõ lắm cái vị thế của ông không chống lại Putin mà chỉ chống lại cái phía thành phần quân đội không tiếp tế cho y thôi Nhưng mà thưa quý vị nếu mà quân đội không tiếp tế thì Putin có thể giúp bằng cách nói là ô cung cấp vũ khí cho Wagner đi Đằng này Putin lại nghe tháo lời Shoigu và những lãnh đạo quân đội khác để không tiếp tế cho uh, Pigozin đến độ y nổi khùng lên Và đây là đoạn video chúng ta đã từng thấy đó trong đoạn video đó Picozin chửi rủa dùng những cái lời lẽ thóa mạ nặng nề nhất để chửi rủa và nói rằng bọn khốn kiếp tức là Shoigu này nọ đó để cho lính của tao chết như thế này đằng sau lưng của ông là xác chết của lực lượng phát Thì thưa quý vị, um, nhiều người họ nghĩ Picozin vẫn còn sống. Nhiều người khác thì nói Picozin chết rồi. Cho nên đây là một cái vấn đề rất hoang mang bởi vì không có bất cứ một hãng truyền thông quốc tế nào bởi vì làm sao có phóng viên nào để xét nghiệm cái di truyền thể của Picozin. Và vẫn trong phần tin quốc tế thì thưa quý vị, vào sáng sớm ngày hôm nay ở tại Nam Phi, ngay tại thủ đô Johannesburg đã xảy ra một cái đám cháy rất là lớn cho một cái tòa nhà 5 tầng mà số người thiệt mạng tính đến bây giờ đó là 73 người, à, 43 người bị thương rất là nặng mà các giới chức ở đây họ nói là có thể sẽ còn số người chết nhiều hơn nữa. Thì à, phía cảnh sát cũng như là à, lính cứu hỏa ở đây cho biết là khoảng 1 giờ rưỡi sáng đó là họ nhận được điện thoại của người dân à, bây giờ vẫn chưa biết là cái lý do vì sao và đám cháy bốc ra từ đâu à, nhưng mà có vẻ không giống như là có người cố ý phóng hỏa à, có thể là một tai nạn nhưng mà chưa biết thì phía lực lượng địa phương thì à, họ nói là à, cái tòa nhà này đó vốn là bị bỏ hoang thuộc à, 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 sở hữu của chính phủ nhờ bị bỏ hoang thì đã bị một cái đám băng đảng nó chiếm dụng và sau đó đó đám băng đảng này lại cho người nghèo thuê lại nhưng mà không hề có giống như là uh, maintain building hay là không có đúng không để những cái lối thoát cả cái tòa nhà chỉ có một cái lối thoát duy nhất nhưng mà những cái người mà họ may mắn họ sống sót được đó là họ nói là khi mà họ chạy ra là cái chỗ thoát hiểm đó bị khóa lại bằng những cái sợi dây dây xích không thể nào mà ra được thì họ lại phải chạy ngược vào ở trong tòa nhà và nhảy từ cửa sổ nhảy xuống nhưng mà cũng chính vì vậy mà các giới chức nói là rất nhiều người họ chết là bởi vì nhảy từ ở trên tầng cao xuống à, có nhiều con nít nữa à, có trong số những người thiệt mạng có hai đứa nhỏ à, 4 tuổi và 1 tuổi rất là tội nghiệp. À, thì bây giờ phía um, chính phủ Nam Phi cho biết là à, tính đến sáng ngày hôm nay đó mới chỉ dập lửa được sơ sơ thôi tại vì đám cháy nó quá lớn và khói vẫn bốc ra nhưng mà họ nói là khi mà lính cứu hỏa đi vào đó vẫn còn tiếp tục được tìm thêm những cái thi thể khác nữa và ở tại nam phi thì những cái tòa nhà trống đó bị những người vô gia cư họ vào họ ở rất là nhiều và sau khi mà ở như vậy thì không có ai quản lý rồi nhiều khi rất có những cái vụ tai nạn như thế này nhưng mà đây là cái vụ mà chết nhiều người nhất trong vòng năm nay Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào sáng ngày hôm nay đã xác nhận họ đã có những tin tức tình báo cho thấy Nga đã ký những cái hợp đồng mua vũ khí từ Bắc Hàn thưa quý vị. Và điều này theo phía Hoa Kỳ đó đã, đã vi phạm một cách nghiêm trọng vào các thỏa hiệp, các hiệp ước về ngăn cản vũ khí từ Bắc Hàn. Và đây là hiệp ước của Liên Hiệp Quốc đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng thanh ủng hộ và thông qua. Bắc Hàn nằm trong số những quốc gia vi phạm về nhân quyền và nguy hiểm nhất trên thế giới thủ đắc vũ khí hạt nhân. Và vì thế có những cái hiệp ước mà trong đó kể cả Nga trước đây và Trung Quốc cũng đồng ý lúc mà lúc mà cơm lành canh ngọt đó thưa quý vị thì nga cũng đồng ý và trung quốc cũng đồng ý để liệt kê bắc hàn vào thành phần nguy hiểm đe dọa an ninh thế giới và vì thế bất cứ những cái chương trình nào mà bắc hàn tìm cách ngoại trừ vấn đề nhân đạo à, bán à, thực phẩm mua thực phẩm thì không sao nhưng mà đụng tới vũ khí là hoàn toàn cấm kỵ thế nhưng giờ đây đó nga đã đơn phương và người ta nói rằng trong cái chuyến công du của Soigo đến Bắc Hàn vừa rồi tháng 7 đó à, Mới đầu thì họ nói rằng nhân kỷ niệm à, kỷ niệm à, ngày mà thành lập Bắc Hàn nhưng mà nhiều quốc gia được mời đến Bắc Hàn để cùng à, thăm viếng rồi đồng thời đã nhìn thấy những cái chương trình lễ hội của Bắc Hàn nhưng mà phía đằng sau bức màn thì là Shoigu ký những cái hiệp ước về vũ khí. Giờ đây vấn đề chính hiện nay, đây là hình ảnh của Shoigu cười với lại ông Kim Jong-un trong cuộc họp. Tình báo của Hoa Kỳ ghi nhận được đó là các hợp tác này phía Bắc Hàn, và đây là một cái điều rất là có lợi cho Bắc Hàn, đang kẹt tiền mà. mà bây giờ là quốc gia Nga lại đùng một cái cái chiến tranh Ukraine mang lợi rất lớn cho Bắc Hàn về vũ khí thì theo các hợp đồng mà phía ngũ giác đài công bố đó là Bắc Hàn đồng ý bán các loại hỏa tiễn hỏa tiễn thì thừa rất nhiều thứ hai là vũ khí các loại thì Bắc Hàn là quốc gia mà họ đổ bỏ bao nhiêu tiền dân đói nhưng mà chính phủ vẫn bỏ bao nhiêu tiền để củng cố lực lượng quân sự và vì vậy đó cái vấn đề này hiện nay là một vấn đề mấu chốt. Nga sẽ còn tiếp tục bởi vì bây giờ đó, Nga đang càng ngày càng kiệt quệ từ vấn đề kỹ thuật cho tới các loại chất liệu, sắt, vân vân để có thể chế tạo vũ khí kịp cung cấp cho chiến trường trong khi tình hình tổng phản công của Ukraine đang càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Chúng tôi tiếp tục với phần tiếp tức này ngay sau bản quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com Chúng tôi đang gửi đến quý vị tin tức liên quan đến Ngũ giác Đài đã thông báo tin tức ngày hôm nay là họ đã lựa trên các tin tức tình báo để ghi nhận đó là Shoigu đã ký những cái hợp đồng mua vũ khí của Bắc Hàn. Điều này cho thấy trên thế giới ngay cả Trung Quốc là đồng minh thân nhất của Nga đó, Nga cũng đã từng yêu cầu Trung Quốc bán vũ khí nhưng mà Trung Quốc không dám bởi vì những cái giềng mối liên quan đến mộng dịch với Hoa Kỳ và cả thế giới nữa. Bây giờ chỉ còn mỗi hai anh thôi thưa quý vị. Thứ nhất là anh Iran. Thứ nhì là anh Bắc Hàn. Iran đã đồng ý bán các loại máy bay không người lái và đã chứng minh sử dụng ở chiến trường Ukraine trong thời gian qua. Giờ đây đó vũ khí của Nga càng ngày càng cạn kiệt và phải điền lắp vào đầy đủ các số liệu vũ khí cho binh sĩ ở chiến trường. Chưa hết, tin tức này được đưa ra vào thời điểm đó quân Nga xem ra có vẻ họ sẵn sàng bỏ vị trí vì muốn bảo vệ bản thân. Tin tức này được đưa ra vào thời điểm cuộc tổng phản công của Ukraine, mặc dù có những bước tiến nhỏ, ngắn nhưng rất quan trọng, bởi vì những cái ngôi làng mạc mà Ukraine đang chiếm là những cái ngôi làng trọng điểm mà quân Nga sử dụng để tiếp tế vũ khí và vật liệu. Ngăn chặn những cái ngôi làng này cũng có nghĩa là ngăn chặn các tuyến đường mà Nga cung cấp vũ khí cho tiền tuyến thì đó là lý do mà kiệt quệ về vũ khí giờ đây thì phía nga đang rất cần bắc hàn cung cấp vũ khí thì đó là một cái chiến lược mới mà phía hoa kỳ và kể cả zelensky tổng thống của ukraine đang phải đối phó thứ hai đây là một trong những khu vực zaporizhia nơi có nhà máy nguyên tử hạt nhân đó thưa quý vị thì tin tức này ghi nhận mới nhất đó là Cuộc tổng phản công của Ukraine đã thành công sau khi giải phóng thêm một ngôi làng nữa. Mà chúng tôi đã thưa với quý vị đó, những cái ngôi làng mà lấy được đó nó không phải là ngôi làng bình thường mà nó là những cái ngôi làng huyết mạch. Có những cái con đường tiếp tế của quân Nga nằm trong các tỉnh quan trọng của tỉnh mà phía Nga à, và Ukraine nó gọi là Oblast. Đó nó, là một cái tỉnh mà họ sử dụng cái tiếng Anh là Oblast. Đây là Zaporizhia. Thì như quý vị nhìn thấy đó, từ Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Đây là bốn vùng chiến thuật mà quân Nga đang chiếm đóng. Không phải là chiếm hết, nhưng mà chiếm các vị trí trọng điểm trong những cái tỉnh này. Thì bây giờ đã quân Ukraine đang đánh ở cái khu vực Kherson, lấn sang Crimea, và bây giờ đánh tới vùng Zaporizhia, Donetsk, Luhansk, tất cả các khu vực này đều nằm trong các đợt tổng phản công của Ukraine. Từng bước một, nhưng mà từng tất đất lấy lại đó là một điểm son của phía Ukraine. Chưa kể đó là quân Nga đang dần bỏ tháo chạy ra khỏi địa điểm chiến lược của Nga. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì các thẩm phán của Tối cao Pháp viện họ đã phải đưa ra cái report về giống như là trong năm 2022 vừa qua họ đã có nhận những cái giống như những cái chuyến đi về liên quan đến tài chính đó quý vị thì ông Um, thẩm phán uh, thomas clarence thomas lại tiếp tục cho thấy là trong năm vừa rồi đó ổng uh, nhận uh, giống như là được tài trợ bởi tỷ phú harlan crow đi tiếp tục đến các sự kiện biểu uh, có những cái bài phát biểu mà toàn là do những cái công ty của Holland Crow tổ chức mà thôi cho thấy cái mối liên hệ và những gì mà trước đó tờ báo Pro Publica tố giác về cái, cái 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 mối liên hệ rồi ăn chia này nọ giữa ông Thomas với ông Crow vẫn tiếp tục nữa nhưng mà lần này lại dính thêm ông thẩm phán Samuel Alito nữa thưa quý vị thì chúng ta cũng nhớ là kể từ sau cái bài báo của pro là ông thomas không những nhận những cái lợi ích đó mỗi lần đi nghỉ dưỡng là ở những cái hotel resort sang trọng trả tiền bởi tỷ phú holland crow mà con cháu của ông Thomas đi học ở những cái trường tư đắt đỏ mỗi năm mấy trăm ngàn cũng đều do Harlan crow trả thì sau đó à, phía à, tối ca pháp viện họ đã có thay đổi là họ bắt buộc các à, ông thẩm phán tất cả chín người đó là mỗi một năm khi mà là kê khai cái financial uh, disclosure đó là phải kê khai luôn chi tiết những cái chuyến đi trước đó những cái chuyến đi mà hình như dưới 5 ngàn hay sao đó là không cần phải kê khai thì bây giờ phải kê khai thì uh, phía um, uh, dữ liệu cho thấy là ngay khi luật thay đổi thì chỉ riêng có hai ông Alito với lại ông Thomas đã phải làm giấy tờ xin delay còn tất cả những người khác họ không cần thì ông Samuel Alito bị phát hiện là trong năm vừa rồi đó đã có những chuyến đi đến châu Âu được tài trợ bởi những cái trường tư à, chẳng hạn như là Duke Law School rồi Notre Dame Law School phát biểu mà ở đó toàn là những gia đình của con cháu tỷ phú rồi Thomas lại tiếp tục đến à, chẳng hạn như vào hồi tháng 3 ổng xuất hiện ở tại một cái um, sự kiện ở tại Dallas Texas chi trả bởi công ty bất động sản của Holland Crow và tháng 7 lại tiếp tục xuất hiện ở New York cũng công ty đó nữa và đây là những cái event mà phía Holland Crow giống như tổ chức ra kêu gọi đầu tư vân vân thì cho thấy là lấy ông Thomas ra làm giống như là người đại diện vậy đó để thu hút sự đầu tư thì chỉ có hai ông này là cho thấy là có những cái công ty lớn những người nhà giàu trả tiền để mặc hai ông này xuất hiện và ngày hôm qua một tin buồn đối với phía của ông Mitch McConnell, ông trưởng khối thiểu số của Thượng viện Hoa Kỳ. À, Mitch McConnell trong thời gian qua đã bị xem là tình hình sức khỏe đang bị yếu kém. Khi lần đầu tiên vào tháng 7, ông xuất hiện trong cuộc họp báo bất thần đứng sững. Câu hỏi của phóng viên đặt tới tự nhiên ông đứng sững không nói gì hả? Và đây là đoạn video mới nhất ngày hôm qua cũng đứng trước cuộc họp báo thì quý vị đang nhìn thấy đó ông đang nói thì đứng khẩn luôn đứng khẩn một cách gọi là thế thì cái người phụ tá đó chạy đến hỏi ông để xem ông ok không ông nghe câu hỏi ông cũng không trả lời được à, cho nên bà phải nháy mắt một cái để báo cho phóng viên biết thôi à, làm ơn cho ông đi vô nghỉ ngơi thì bác sĩ hiện nay đang hôm nay thì ông đi bác sĩ đó và bác sĩ đang theo dõi trở lại sáng ngày hôm nay một cái tin liên quan đó là bà Taylor Green bà dân biểu MAGA ủng hộ Trump tuyệt đối đó thì có vẻ không thích ông Mitch McConnell cho nên bà Taylor Green sáng ngày hôm nay tuyên bố là với cái tình hình này thì ông Mitch McConnell thượng nghị sĩ không còn đủ khả năng để tiếp tục làm việc nữa. Not fit for office. Đây là cuộc họp báo đầu tiên trong tháng 7 vừa rồi đó thưa quý vị. Ông cũng đứng cuộc họp báo và đang đứng hỏi thì khựng lại luôn. À, đây là dường như là lần đầu tiên chúng tôi thấy một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ à cái tuổi thì cũng cao tương tự như Biden. Nhưng mà đứng khựng luôn không có trả lời được hết. À, nhân vật thứ nhì là Diane Feinstein xem ra cũng không còn có khả năng điều hành văn phòng thượng nghị sĩ của mình ở California nữa. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Kính mời quý vị vào trong trang nhà Được Sài Gòn tv com vào YouTube nhớ nhấn nút like, nút subscribe. Chiều nay trở lại với chúng tôi với phần tin tức nổi bật và tin tức buổi chiều lúc 5 giờ quý vị nhé. chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.